Mà tại sao ta bị nợ? Tại vì ta không có tiền dự trữ. Tại sao ta không có tiền dự trữ? Vì ta không đủ phước. Nên cái sợ nhất ở trên cuộc đời này là ta sống một cách bình thường, vừa đủ, không có phước dự trữ. Nên lỡ xảy tay một cái thì ta âm cái phước liền, và âm phước tức là ta đọa vào ba ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Rất là đáng sợ. Nên vì vậy, cái người sống là lúc nào cũng phải có phước dự trữ. Phước dự trữ để bảo vệ ta trước những sơ xuất, những lầm lỗi mà ta rất nhiều lần vô tình phạm phải tạo nên. Làm sao bảo đảm ta không phạm lỗi, phải không ạ? Mình đâu phải là thánh đâu mà không có lỗi. Chắc chắn chúng ta thường hay tạo tội. Tại vì sao? Tại vì ta chưa phải thánh. Chỉ có bậc thánh thì mới tuyệt đối không tạo tội, không phạm lầm lỗi. Còn chúng ta chưa phải là thánh, thế nào ta cũng phạm lỗi. Vậy là mấy cái môn tâm pháp mà hổng gài được phước dự trữ mà giang hồ đồn đãi là thiệt hả sư phụ? Con tưởng người ta đồn chơi ai dè là thiệt chứ luôn hả? Ví dụ như hiến nhà thần công là được 1000 phước, rồi cúng dường thần công là được 500 phước, rồi dụ như hiến đất hiến đai là được 1500 phước, rồi dụ gì đó là đó là phước dự trữ thiệt hả thầy? Trời đất ơi, con nghe người ta đồn mà con tưởng đồ dẫn chơi không, hổng gài con đâu có thèm câu gì đâu. Mà nghe nay sư phụ giải con hết hồn luôn. Vậy là chiều nay con phải về nói ông bà già con rồi dòng họ xung quanh con cùng nhau để hiến, để dự trữ cái phước mới được. Mà cái số này có chính xác không thầy? Nó có chính xác không? Nó có đưa cái biểu đồ cho mình coi, hay là đưa một cái ngân hàng phước cho mình coi không? Mình có số tài khoản ngân hàng phước không thầy? Để mình coi là mình biết có gì, vụ lỡ mình chửi cha hàng xóm, mình chửi nào khứa đà ba trợ gì đó, mình bị trừ bao nhiêu phước á. Mình coi cho mình biết là mình dự trữ tiếp thầy. Chứ kiểu này là con không giải thích được. Rồi người ta khó cúng lắm nghe. Trời đất ơi, bây giờ vụ này ở mấy lặng thần công là gì, không mấy lặng thần công là được 2000 phước nữa hả thầy? Tứ nước gì được mấy ngàn phước gì đúng không?